sẽ trình bao nhiêu năm Trang on Trang ở cái đất Long An này mà lần đầu tiên trong cuộc đời đổ quá thấy vắng như vậy. Đó kia đi nó cứ giờ mình đi vắng mà kiểu không có một người nào luôn, ký sự rồi lên chốt mà. Lên chốt cái chốt kiểm dịch đó coi thử coi có ai nữa. Kiểm dịch ở trên kia như mấy người đó. Đó ai mà giờ vô mua đi vô mua được à, giá rẻ đó, bất ngờ mấy cày giá rẻ, giá rất là rẻ. Giờ không biết làm gì, đóng cửa rồi gì cái mùa dịch này. Trời ơi mấy cô cứ sợ luôn, bất cứ một cái gì hết chỉ sợ nhất là công an nó bắt nó mình lại nó phạt thôi. Nếu mà nó bắt mà mình mà nó phạt thì cũng như mình xung công quỹ nhà nước đi để nhà nước mình giàu hơn tới xíu, mình nghèo đi tới xíu, dân thì nghèo đi tới. Trong nhà biết cũng không biết làm cái gì hết. Tại Long An ngay thời điểm tính tới thời điểm hiện tại là đã gần một tháng bị giãn cách xã hội rồi. 16 rồi, 16 cộng rồi, 17 rồi. Tại các bạn đường chơi quá chặt. Con mua bỏ rẻ thì vô sớm trong này. Loại nào không có, rẻ chưa từng có. Giờ mà nói chung mà ai mà ở tỉnh mà đi vô mua xe được rồi đó. Giá rẻ lắm, rẻ nửa tiền đó. Về thời gian này rảnh rồi bắt đầu mình sửa lại, bỏ vô thêm nửa tiền nữa mình sửa lại. Cái xe luôn. Dạ tự mình dọn luôn. Sướng.